Tôi nhớ đó là mùa hè vài năm trước. Hôm đó tôi và anh Văn ở nhà xem TV, có một cảnh trong đó về việc bán thân chôn cha khiến chúng tôi bị sốc. Đại khái là nam chính đẩy một chiếc xe nhỏ, vừa đi quanh phố vừa khóc, chỉ vậy mà được rất nhiều người cho tiền. Cảnh này lập tức khiến tôi nảy ra ý định điên rồ. Tôi nói, hay là hai đứa mình cũng thử xem sao, anh Văn sẽ đóng vai cha tôi. Mặc dù thấy sai sai, nhưng hắn vẫn đồng ý. Thế là chúng tôi mượn chiếc xe kéo của chú Vương hàng xóm. Anh Văn nằm lên xe, rồi đắp một tấm chiếu lên. Cái thằng quỷ này vốn đã hôi cho nên lại càng giống một người đã chết hơn nửa tháng. Tôi đẩy chiếc xe kéo đi đến làng bên cạnh. Sau khi xác định không có người quen xung quanh, tôi bắt đầu khóc lóc. Tiếng khóc thật thảm thiết, đau đớn thê lương vô cùng. Tất cả đều nhờ vào việc cha tôi cho tôi ăn đòn roi mỗi ngày. Thế thôi, rất nhanh đã thu hút một đám người qua đường. Họ thấy tôi, trước mặt là một cái bảng với dòng chữ thảm thiết to đùng, không khỏi động lòng trắc ẩn. Có mấy bà cô không nhịn được, đưa cho tôi một ít tiền lẻ. Và khi tôi nhìn thấy cách này có hiệu quả, tôi ngay lập tức khóc to hơn. Khi cảm xúc lên đến cao trào, tôi suýt nữa đã nghĩ cha mình đã chết. Nhưng cũng ngay giữa bầu không khí tang thương này, đột nhiên từ đâu đó vang lên tiếng ngáy thật không đúng lúc. Xung quanh lập tức yên tĩnh lại, một vài người nhìn chằm chằm vào chiếc xe kéo, thật sự không dám tin âm thanh đó phát ra từ chiếc xe. Tôi gần như rớt cả con mắt ra vì sợ nếu điều này bị phơi bày thì chắc chắn tôi sẽ bị đám dân làng đánh cho tàn canh gió lành. Vì vậy vội vàng thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ véo cánh tay anh Văn một chút. Tôi muốn nhắc nhở anh ấy, nhưng ai mà ngờ rằng lại làm hắn đau quá. Ngay lập tức hắn đã phản ứng và ngồi bật dậy. Xung quanh lập tức náo loạn lên, mọi người lão ầm. Cha mày đã sống dậy, tôi thấy sắp không thể giấu được cho nên. Có lẽ là trò chết bất ức quá nên cha tôi không thể yên lòng. Thật thê thảm cho ông ấy, cũng may dân làng đều mê tín nên cũng tin là thật. Sau đó, qua một ngày làm việc vất vả, chúng tôi mỗi người kiếm được hơn 30 tệ. Bạn biết đấy, trong thời đại đó, đây thực sự là một khoản tiền không nhỏ. Tôi vui vẻ cầm tiền về nhà, vui quá đếm đi đếm lại số tiền. Không ngờ ngay lúc đó, cha tôi đã về. Tôi nhanh chóng giả vờ ngủ, không biết hôm nay ông ta hít phải gió gì. Vừa về tới đã tát tôi một cái, lúc nào cũng ngủ, 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 chỉ biết ngủ. Sao không học theo mấy đứa hiếu thảo ở làng bên, người ta đều đang bán thân để chôn cha. Nói thật đến bây giờ tôi cũng không biết cha lấy thông tin này ở đâu. Nhưng nếu để ông ta biết rằng người được chôn cất là ông ta, chắc tôi bị đánh chết mất. Thế là ngày hôm sau tôi đã bàn bạc với anh Văn, lần này quyết định đẩy vào thị trấn để biểu diễn. Đi cho cùng, cẩn thận chính là chìa khóa cho sự bền vững. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Vừa lúc cha tôi bị viêm dạ dày nên đến thị trấn lấy thuốc. Lúc đó tôi đang khóc lóc thảm thiết trên đường phố, kết quả là đụng phải cha tôi. Giây phút hai cha con chúng tôi nhìn nhau, cha tôi sửng sốt, nhưng nhanh chóng nhìn thấy biển hiệu lớn nổi bật trên ngực tôi. Giây tiếp theo, ông ấy giận dữ tiến về phía tôi, sợ đến nỗi chân mềm nhũn và mắt mở trừng trừng. Ngay cả bạn đang chạy trốn cũng quên. Khi chỉ cách tôi chưa đầy hai bước, một anh trai đứng xem bên đường đột nhiên đưa cho tôi 10 đồng. Cha tôi sửng sốt, tôi cũng sửng sốt. Tôi thấy cha đã dừng lại và ném cho tôi một cái nhìn, ra hiệu cho tôi tiếp tục diễn. Sau khi hoàn thành, cha tôi lập tức lôi chúng tôi vào con hẻm, hỏi chúng tôi một ngày có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Sau khi nhận được câu trả lời, ông ấy quyết tham gia bằng mọi giá. Sau đó cha tôi tự mình lên xe kéo, tấm chiếu được đắp vừa vặn. Vai này đúng là của cha tôi, nhưng lần này thì khổ cho cả hai chúng tôi. Đẩy xe cha tôi nặng 5-6 tấn thật khó khăn, nhưng may mắn thay, buổi biểu diễn vô cùng hiệu quả, tiền liên tục được thả vào thùng. Ngay khi chúng tôi nghĩ rằng dựa vào điều này để đi đến đỉnh cao của cuộc đời, cũng không biết ai đã báo cáo chuyện này cho đội trật tự. Rất nhanh có hai người đến tìm hiểu tình hình, nói là có thể đưa bố tôi đi hỏa táng miễn phí. Điều này khiến ông già trong xe kéo sợ hãi vô cùng, bởi vì ông ấy thực sự sợ hai chúng tôi sẽ đồng ý. Ngay khi bầu không khí trở nên căng thẳng quá mức, anh Văn vội vàng đứng ra nói, chú không cần đâu ạ, lát nữa chúng tôi sẽ tự đẩy về và ném vào bếp để thiêu. Nhưng hai chú trật tự đó thì không, thấy chúng tôi có lòng hiếu thảo như vậy, muốn giúp hỏa táng tại chỗ, nói rằng chú ấy còn mang theo súng. Lúc đó còn nhỏ, chúng tôi làm sao biết được điều này đã bị người khác phát hiện. Chuyện đã đến nước này rồi, chỉ có thể cầu nguyện cho cha tôi cố gắng chịu đựng qua được. Lúc này trong chiếu cha tôi chán đã toát mồ hôi lạnh rồi. Ngay khi ngọn lửa gần chạm vào bông của cha, ông căng thẳng nâng bông lên, vô tình lại đánh giấm một cái. Ngọn lửa ngay lập tức lớn lên gấp 3 lần, đốt cháy tấm chiếu và tóc của ông chú. Cha tôi gần như nhảy dựng lên vì nóng. Bản năng sinh tồn khiến ông ấy phóng nhanh như tên lửa, tìm nguồn nước gần nhất. Trong khi đó, người chú bị đốt tóc cũng đang gầm lên, vội vã đến ao cá bên cạnh. Ngọn lửa trên đầu giống như ngọn lửa thánh, đốt cháy trái tim của những người xung quanh. Nơi hai người đi qua, mọi người xung quanh đứng ngơ ngác nhìn. Dù sao thì một bên là giả chết, một bên là đội trưởng đội trật tự, không ai có thể đắc tội. Mãi cho đến khi cha bị đội tiếp viện đến giữ lại mới kết thúc. Và ba chúng tôi cũng bị trừng phạt xứng đáng, còn được coi là tài liệu giảng dạy tiêu cực, bị dán cáo thị trong thị trấn suốt một tuần.